Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Roma chốt giá bán Tammy Abraham cho MU. Ten Hag dồn toàn lực chiêu mộ Harry Kane. MU chốt tương lai cuối cùng của Westgott. Neymar quyết tâm rời PSG, chốt gia nhập Man United. Roma chốt giá bán Tammy Abraham cho MU. Quỷ đỏ được cho là quan tâm đến Tammy Abraham và chỉ cần quỷ đỏ chi đủ số tiền mà Roma yêu cầu, họ sẽ có được điều mình cần. Huấn luyện viên Ten Hag muốn một tiền đạo tốt tại hè 2023, qua đó nâng cấp hàng công. Quỷ đỏ được cho là dành sự quan tâm đến Ivan Toney, Brian Robley, Lautaro Martinez, Harry Kane và Amian Gouiri. Tuy nhiên, các thương vụ này không dễ thực hiện. Để chuẩn bị cho trường hợp thất bại trong các thương vụ kể trên, đội chủ sân Old Trafford lập ra danh sách những phương án dự phòng tiềm năng. Tammy Abraham, cầu thủ đáng khoác áo AS Roma, được cho là góp mặt trong số này. Abraham có kinh nghiệm tại Premier League trong màu áo Chelsea, anh dễ dàng hòa nhập với MU. Huấn luyện viên Ten Hag đánh giá cao sự năng động của Abraham cũng như thời gian tích lũy kinh nghiệm chiến thuật tại Serie A. Mùa trước, chấp suất người Anh có tổng cộng 27 bàn trên mọi đấu trường và giúp Roma đăng quang Euro Conference League. Mùa này, Abraham thể hiện phong độ kém hơn với 7 bàn sau 27 lần ra sân trên mọi đấu trường tính đến thời điểm hiện tại. Theo báo chí Italia, nhận thấy sự quan tâm của MU dành cho Tammy Abraham, Roma và Mourinho sẵn sàng bán tiền đạo người Anh. Đội bóng của Italia muốn thanh lý Abraham với mức phí là 39,5 triệu bảng. Phong độ Abraham giảm sút nhiều so với màn ra mắt màu áo bạc trầu. Đó là lý do Roma sẵn sàng bán anh để đưa về một chân sút mới. Ngoài quỷ đỏ thì Tottenham hay Paris Saint-Germain cũng quan tâm đến tiền đạo sinh năm 97. Ten Hag dồn toàn lực chiêu mộ Harry Kane. Harry Kane chỉ còn 1 năm hợp đồng và Tottenham sẽ phải tính chuyện bán đi ngôi sao của mình hay để anh ra đi tự do. Khả năng Kane gia hạn là rất thấp bởi Spurs lúc này không đủ sức hấp dẫn nhằm thuyết phục ngôi sao người Anh ở lại. Dưới triều đại của chủ tịch Daniel Levy, cổ động viên Tottenham đã từng chứng kiến không ít những vụ ra đi đầy đau xót. Điển hình nhất là vụ Dimitar Berbatov rời Spurs để gia nhập MU 2008 với giá là 30,75 triệu bảng và đặc biệt, Ryan chi số tiền kỷ lục lúc bấy giờ là 86 triệu bảng. Đưa Gareth Bale từ Tottenham về sân Bernabeu hè 2013. Đây đều là những phi vụ mà Tottenham thì cố giữ người, nhưng nhân vật chính trong các vụ chuyển nhượng đều tìm mọi cách ra đi. Một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi Bale rời phía Bắc London nhằm đến với thủ đô của Tây Ban Nha. Tottenham cuối cùng cũng không thể thắng được khát khao ra đi của ngôi sao bóng đá xứ Wales. Câu chuyện dường như đang được lặp lại với chân sút vĩ đại nhất câu lạc bộ là Harry Kane trong mùa hè này. Việc Spurs quyết gia hạn hợp đồng với tiền đạo 29 tuổi thì ai cũng thấy. Thế nhưng gà trống chẳng có lý do đáng tin cậy nào để thuyết phục Kane đồng ý ký vào bản giao kèo mới. Phong độ bết bát thời gian gần đây đã đẩy Tottenham xuống vị trí thứ 7 và kém đội cuối cùng top 4 là MU tới 9 điểm, trong khi đá nhiều hơn một trận. Điều này đồng nghĩa với một suất tham dự Champions League sau càng xa vời với gà trống và một năm chuyên giao vào mùa tới là điều không thể tránh khỏi ở Spurs. Thêm vào đó, sau khi sa thải Antonio Conte, đội bóng cũng không có một huấn luyện viên cố định. Tất nhiên vẫn chưa xác định được ai sẽ ngồi vào ghế nóng khi mùa này hạ màn. Do vậy, một quyết định sớm dứt khoát về tương lai của Kane là điều cần thiết vào lúc này, để tất cả các bên cùng tiến về phía trước. Nếu như không muốn Kane ra đi trong hè 2023, lãnh đạo của đội bóng sẽ phải đưa ra một tuyên bố về việc anh cần phải tôn trọng 12 tháng cuối cùng trong bản hợp đồng 6 năm, cùng với đó là mức lương 200.000 bảng mỗi tuần đã ký vào năm 2018. Trong trường hợp Kane bày tỏ quyết tâm ra đi và Spurs thì cũng đồng ý thì lãnh đạo đội bóng không được phép trì hoãn những cuộc đàm phán suốt mùa hè 2023. Hãy để cho Kane được sớm thương lượng đến bến đỗ mới ngay khi mùa này khép lại và giải phóng để anh đi tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Bởi thời gian chẳng chờ đợi ai, Kane sẽ tròn 30 tuổi vào tháng 7 tới. Kane giờ có giá bao nhiêu? Hè 2021, Tottenham tuyên bố chỉ để Kane ra đi với giá 150 triệu, khi ấy dù rất quan tâm đến tiền đạo người Anh, Man Xanh vẫn rút lui sau mức giá ấy. Hiện tại Kane đã 29 tuổi, chỉ còn 1 năm hợp đồng và một đội hình đầy nhiệt huyết theo đuổi anh. Vậy Levy sẽ đánh giá Kane bao nhiêu cho phù hợp? Theo trang chuyển nhượng Transfermarkt thì Kane được định giá 85 triệu bảng vào thời điểm hiện tại. Hàng loạt vấn đề khiến cho Erik ten Hag đau đầu đã bộc lộ sau thất bại 0-1 của MU Chelsea Brighton. Thất bại cay đắng 0-1 trước Brighton đã chỉ ra vô số vấn đề ở MU hiện tại. Một lần nữa ông ten Hag ngao ngán vì phong độ của hàng công, thậm chí thẳng thừng chỉ trích học trò quá phung phí cơ hội ở cuộc họp báo sau trận. Không chỉ vậy, Quỷ đỏ tiếp tục nối dài chuỗi thành tích tệ hại của sân khách khi chỉ thắng 2 trên 8 trận đấu gần đây tại ngoại hạng Anh. Càng lo lắng hơn nếu như biết họ vẫn còn 2 trận sân khách từ giờ đến cuối mùa gặp West Ham, Bournemouth. MU chốt tương lai cuối cùng của Westgott. Quỷ đỏ không ký tiếp với Westgott, ngược lại lên kế hoạch mang về một chân sút đẳng cấp hơn tại kỳ chuyển nhượng hè 2023. Theo Telegraph, Westgott khao khát muốn gắn bó với đội chủ sân Old Trafford lâu dài. Tuy nhiên, Quỷ đỏ không có bất cứ động thái nào trong việc đàm phán hợp đồng mới với tiền đạo người Hà Lan. Goal thông tin, MU sẽ trả Westgott về lại Burnley sau mùa giải này.
Westgott kỳ vọng. Thái độ và nỗ lực trên sân giúp anh được giữ lại và sòng mũi nhọn 30 tuổi làm chưa đủ tốt để thuyết phục MU. Thay vào đó, câu lạc bộ đang xếp thứ tư tại Premier League sẽ chiêu mộ một tiền đạo chất lượng hơn trong hè 2023. Harry Kane và Victor Osimhen là hai mục tiêu hàng đầu. Chân sút sinh năm 92 chỉ ký hợp đồng cho mượn 6 tháng với đội chủ sân Old Trafford. Westgott là giải pháp chữa cháy tại phiên chợ giữa mùa 2022 khi đội chia tay tiền đạo Ronaldo vào cuối năm 2022. Westgott chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ MU chỉ trong vài tháng. Song năng lực của anh có phần hạn chế. Tuyển thủ Hà Lan chỉ ghi 2 bàn sau 26 trận từ khi cập bến nhà hát của những giấc mơ. Westgott đá chính 19 trận liên tiếp cho màn đỏ trong bối cảnh huấn luyện viên Ten Hag không có nhiều lựa chọn trên hàng tiền đạo. Mũi nhọn 30 tuổi không có bất cứ mối đe dọa nào cho vị trí của mình do Martial chấn thương. Kể từ khi cầu thủ người Pháp trở lại, Westgott chủ yếu ngồi dự bị. Khi hậu vệ Gary Neville nhận định Westgott chỉ là phương án chữa cháy, Quỷ Đỏ thắng nhiều hơn khi cậu ấy thế chỗ Ronaldo trên hàng công. Tuy nhiên, Westgott cung cấp quá ít bàn thắng và chắc chắn không phải phương án cho vị trí số 9 mà câu lạc bộ này mong muốn. Neymar quyết tâm rời PSG, chốt gia nhập Man United. Theo AS, tiền đạo người Brazil có thể chia tay PSG trong hè 2023 dưới dạng chờ mượn. Cầu thủ người Brazil gia nhập câu lạc bộ Ligue 1 vào mùa hè năm 2017 từ Barcelona với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới. Kể từ đó, Neymar đã ghi hơn 100 bàn cho đội bóng thành Paris sau 173 lần ra sân trên mọi đấu trường. Mặc dù không giành được vinh quang tại Champions League, nhưng ngôi sao 31 tuổi giúp cho PSG giành 4 danh hiệu Ligue 1. Dù vậy, có thông tin cho rằng PSG sẵn sàng bán đứt Neymar để xây dựng đội bóng xung quanh Kylian Mbappe. Song mức lương khổng lồ của Neymar cộng với tiền sử chấn thương có thể khiến cho đội chủ sân Parc des Princes gặp khó khăn trong việc bán đứt tiền đạo người Brazil. Thay vào đó, AS tiết lộ PSG có thể cân nhắc một phương án cho mượn. Khi ấy, màn đỏ chính là bến đỗ tiềm năng. Tờ báo Tây Ban Nha nhấn mạnh Neymar có thể là bản hợp đồng chất lượng giúp cho MU giải quyết bài toán ghi bàn. Anh cũng có thể mang tới nhiều giá trị thương mại cho Quỷ Đỏ. Ngoài MU thì Real Madrid, Bayern Munich, Newcastle và Chelsea cũng là lựa chọn tiềm năng đối với Neymar. Roma chốt giá bán Tammy Abraham cho MU. Quỷ Đỏ được cho là quan tâm đến Tammy Abraham và chỉ cần Quỷ Đỏ chi đủ số tiền mà Roma yêu cầu, họ sẽ có được điều mình cần. Huấn luyện viên Ten Hag muốn một tiền đạo tốt tại hè 2023, qua đó nâng cấp hàng công. Quỷ Đỏ được cho là dành sự quan tâm đến Ivan Toney, Brian Robley, Lautaro Martinez, Harry Kane và Amian Gouiri. Tuy nhiên, các thương vụ này không dễ thực hiện. Để chuẩn bị cho trường hợp thất bại trong các thương vụ kể trên, đội chủ sân Old Trafford lập ra danh sách những phương án dự phòng tiềm năng. Tammy Abraham, cầu thủ đáng khoác áo AS Roma, được cho là góp mặt trong số này. Abraham có kinh nghiệm tại Premier League trong màu áo Chelsea, anh dễ dàng hòa nhập với MU. Huấn luyện viên Ten Hag đánh giá cao sự năng động của Abraham cũng như thời gian tích lũy kinh nghiệm chiến thuật tại Serie A. Mùa trước, chân sút người Anh có tổng cộng 27 bàn trên mọi đấu trường và giúp Roma đăng quang Euro Conference League. Mùa này, Abraham thể hiện phong độ kém hơn với 7 bàn sau 27 lần ra sân trên mọi đấu trường tính đến thời điểm hiện tại. Theo báo chí Italia, nhận thấy sự quan tâm của MU dành cho Tammy Abraham, Roma và Mourinho sẵn sàng bán tiền đạo người Anh. Đội bóng của Italia muốn thanh lý Abraham với mức phí là 39,5 triệu bảng. Phong độ Abraham giảm sút nhiều so với màn ra mắt màu áo bạ trầu. Đó là lý do Roma sẵn sàng bán anh để đưa về một chân sút mới. Ngoài Quỷ Đỏ thì Tottenham hay Paris Saint-Germain cũng quan tâm đến tiền đạo sinh năm 97.